Nói nhỏ nghe nè. Nó to lên nghe kỳ lắm. Đây. Chú bán cái này đâu chú? 5 năm rồi. 5 năm rồi á, lúc nào cũng mang đồ này đi 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 đây này á. Đúng rồi. À, bán có đồ này thì bán thì có được nhiều hơn chú? Được nhiều hơn con. À. Được hơn nhiều mà. Ủa cái ông này hay mua vé đồ số lắm này. Dạ. Dạ em bảo cho nó phải cực hơn rồi. Bao tiền chú? Cảm ơn em. Hả? Đây nó nhỏ đâu, nó to. Nhưng mà chiều đã sổ phải không chú nhỉ? Đúng rồi đó. Hôm nay thứ bảy ngày 21. Cảm ơn nha con. Thành phố Long An Hậu Giang. Em. Không mua. Em, lấy hai vé em. Đây,